quý vị và các bạn theo dõi trận thi đấu giao hữu bóng thứ hai giữa hai đội thị trấn Phú Thông và thị trấn Nà Phạc trong khuôn khổ giải bóng thứ hai chào mừng Quốc Khánh ngày 2 tháng 9. Đây là trận thi đấu đình trệ tại thị trấn Phú Thông. Hai đội đang bắt tay trước trận đấu để làm chuẩn bị cho thi đấu. Đầu tiên này là đội Nà Phạc và đội phát bóng trước, trận đấu bắt đầu. Phú Thông đánh bóng tốt, điểm 1-0 cho Phú Thông. Trong trận bóng tốt, điểm 2-0 cho Phú Thông. Nà Phạc đánh bóng tốt, qua chân bóng ra ngoài, điểm cho Nà Phạc 2. Điểm cho Nà Phạc 2 đều. Phát bóng ra ngoài, điểm tiếp Phú Thông 3-2. Nà Phạc đánh bóng không qua lưới, điểm 4-2 cho Phú Thông. Phú Thông đánh bóng tốt, điểm 5-2 cho Phú Thông. Phú Thông đánh bóng phạt không qua lưới, điểm 3-5 cho Nà Phạc. Pha đánh bóng không qua lưới của các cầu thủ Phú Thông, điểm 4-5 cho Nà Phạc. Pha không hiểu ý của các cầu thủ Nà Phạc, điểm 6-4 cho Phú Thông. Đánh bóng không qua lưới, điểm 7-4 cho Phú Thông. Đánh bóng tốt, điểm 8-4 cho Phú Thông. Nà Phạc đánh bóng không qua lưới, điểm 9-4 cho Phú Thông. Phú Thông chân bóng tốt, điểm 9-4 cho Phú Thông.
đánh bóng không có lưới, điểm 14 cho phổ thông. Lập phạt đánh bóng ra ngoài, điểm tiếp phổ thông. Như vậy điểm là 12-4 cho phổ thông. Lập phạt đánh bóng ra ngoài, điểm tiếp phổ thông 13-4. Phát bóng trong sân, điểm 14 cho phổ thông. Sau bóng nhỏ tốt của các thủ Đà Phật, điểm 5-14 cho Đà Phật. Trong trận bóng tốt, điểm 15-5 cho phổ thông. Lập phạt đánh bóng tốt, điểm 6-5 cho Lập phạt. Phổ thông đánh bóng tốt, điểm 16-6 cho phổ thông. Lập phạt đánh bóng ra ngoài, điểm cho phổ thông 17-6. Thông đánh bóng ra ngoài, điểm 7-17 cho Lập Phạt. Chắn bóng tốt, điểm 18-7 cho Lập Phạt. Phổ thông chắn bóng tốt, điểm 19-7 cho phổ thông. Bóng chắn cho chắn phổ thông ra ngoài, điểm 8-9 cho phổ thông. Xin lỗi các bạn, điểm 8-9 cho Nam Phật. Lập phạt đỡ bóng hỏng, điểm 20-8 cho thông. Phổ thông đánh bóng tốt, điểm 21-8 cho phổ thông. Đây là kết thúc trận thi đấu đầu tiên, đội phổ thông giành chiến thắng 21-8 trước cầu thủ Lập Phạt. Sau đó Trọng Vân Liên chiến trước số 1-0.